lên nè ngủ đi. Ngủ, buồn ngủ lắm rồi, tắt đèn ngủ đi. Con bảo không biết tắt. Sao không biết tắt? Mẹ tắt đi. Tắt đèn ngủ đi, lên ngủ nè, con lên ngủ nè. Mới ăn no cũng phải ngủ nữa. Lên ngủ. Ừ. Lên ngủ. Xong ái đâu mũi. Mới ăn no cũng phải ngủ nữa. Mới ăn cũng phải ngủ nữa. Cãi hoài. Mới ăn mỗi tiếng no gì. Mới không tiếng no cũng ngủ nữa. Giờ khuya rồi buồn ngủ rồi ngủ à. Sao buồn ngủ rồi? Đạp cho ta đạp xuống đất vậy nè. Cô chậm bình nước cơ cha. Ừ để cho cha đi ngủ đi. Ngủ. Khuya rồi ngủ. Khuya rồi ngủ đi. Khuya rồi ngủ đi. Nghe là ngủ sữa hai. Ngủ đi, gần xíu nó hết no à. Đây. Ngủ. Con nói thì ngủ xíu nó hết no, mệt có buồn ngủ lắm rồi. Đó đó, cái chân nè, cái chân hư nè. Cái chân hư nè, đó, 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 anh hai quấn đứt luôn. Chân hư nè. Ngủ nè. Sữa bò. Sữa bò uống ngu như con bò. Đó, đó là con bò đó. Vậy ngủ đi. Con bò đi. Thì ngồi đó là hai con bò kìa. Ngủ. Hai con bò uống nhau. Ngủ. Cha cần ngủ để mai cho đi làm. Mai đi làm con mai đó. Con cần ngủ để mai con đi học sớm. Mẹ cần ngủ để mai mẹ đi làm. Trăng đi. Ngủ. Trăng Ngọc Diệp. Con thì tên Ngọc Diệp rồi con ngủ được không? Ừ. Ngủ. Ngủ gì? Má ăn cơm ngủ đi. Vậy đi vòng vòng đi rồi hết no rồi vô ngủ. Đi vòng vòng. Đi vòng vòng. Ngủ gì đời chứ. Bữa thì ăn no không rửa chân được, còn bữa ăn no không ngủ được. Có gì đâu ngủ được. Con đi vòng vòng mà. Nè con kẹ đó. Chú Sim á, nè. Đó. Mới ngon ngủ đi. Ngủ. Biết giờ nói hết nghe rồi. Ngủ. Mới ăn no ngủ vậy. Ngủ. Số 2. Sữa. 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 Ngủ. À là không có chơi ngủ. Sữa ngủ. Chơi ngủ. Sữa ngủ. Má ăn no cho ngủ gì? Ăn no no, ngủ có liên quan gì đâu. Má ăn cho mệt quá, tôi giả nó mọt giặt cái mỏ giờ. Cái mỏ ngủ. Đó cái chân nè. Đó, anh hai đạp mông luôn. Ba đi lên anh đạp cho con. Anh hai cũng ăn no kìa. Sao anh hai ngủ được? Đừng con. Đó. Anh hai cũng ăn no, sao anh hai ngủ được? Đừng con. Đừng có giỡn nào em. Nó ngủ đi. Anh hai không có giỡn. Anh hai có ăn no không? Dạ. Mà anh hai có ngủ được không? Dạ được. Đó anh hai ăn no, sao anh hai ngủ được? Sao con ăn no con ngủ không được? Ai biểu giờ mà đi ăn mà no, còn uống ngủ. Ngủ đi. Ăn cái gì mà no? Ăn cái gì mà no? Ăn cái gì mà no? Hả? Con ăn gì no vậy? Ôi giời ơi, con ăn gì no vậy? Ăn chậu. Nãy con ăn gì no? Chậu. Con ăn gì no? Ngủ sữa ơi. Hả? Ngủ. Ngủ sữa ơi. Sữa ơi, cha năn nỉ con luôn, ngủ nha sữa. 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 Ngủ đi sữa. Ok. Ok rồi, nằm ngủ đi. Ok.
Rồi đưa đi học sữa đi dẹp. Đi về chỗ khác đi nào anh này. Con no lắm không? Con no lắm. No lắm hả? Ngủ được không? Ngủ hả? Được. Ngủ được không? Ngủ được không? Đã rồi. Em con nhỏ muốn ngủ ngủ. Hả? Con nhỏ muốn ngủ ngủ. Thì ừ. Thôi ngủ nha. Con nhỏ muốn ngủ ngủ. Không ngủ được hả? Ừ. Sao vậy? Dạ. Dạ. Sao vậy? Dạ. Sao vậy? Sao con không ngủ? Con lý sự bữa ngủ đâu? Cha. Đâu? Bữa cha kêu rửa tay. Hồi bữa đi kêu rửa tay. Cha kêu nó rửa tay. Mà nó mới ăn no mà rửa tay gì nó có liên quan gì đâu. Đó. Liên quan gì? Quýnh nó luôn. Quýnh nó luôn. Ừ, gọi nó đi. Quýnh nó đi. Đừng. Quýnh nó đi. Chị ơi. Không thương nó nữa. Chà. Thôi. Chà. Ngồi dậy. Trời ơi. Thôi nè, giỡn hồi đau khóc là đi con dẹp hồi sữa nè. Nè ngủ nè. Thôi mà. Cái gì nó cũng tưởng thường mới ăn no á. Kêu nó đi tắm nó cũng mới ăn no mà ngừa tắm gì. Đi tắm nè. Nó kêu cái kêu dẻ cũng mới ăn no. Ừ, cái gì cũng mới ăn no. Ngủ chưa? Với lại lúc nữa thì mới ăn no. Ngủ chưa? Thôi đèn để cho tắt, không được tắt. Đèn nguy hiểm lắm. Thôi, vô đi. Để cho tự tắt ngủ. Cần tắt. Chúc ông bà cô bác ngủ ngon đi. Ông bà chết chết ơi chị ông bà. Ngủ ngon. Khuya rồi cũng la, người ta chạy hết sớm rồi, người ta chửi cha con. Ba chiến kê. Con hát ngủ à? Con hát này chào quý vị ngủ nha.
Không mà do nó có nhà tăng anh bé cả tăng chân chân đừng để nó xem nó hát thôi con vẫn bên em chống chân và ngắm tăng quên lắm đi em bạn. Rồi thôi ngủ đi. Thôi giờ no cũng ngủ nữa nè. Ngủ đi. Tập hợp. Anh em Châu ơi. Rồi tập hợp ơi, ta tắt đèn nè. Anh em Châu ơi. Cho tắt đèn nè. Rồi con chú con bà con chú con bạn ngủ ngon đi. Mà quay phần tay đây nè. Phần tay. Bà hung gớp máy luôn. Được rồi, giữ khoảng cách. Con gớp máy rồi. Con đi. Giữ khoảng cách. Té và đứng bên tay lại chào ông bà cô chú ơi. Con kính nọ đây 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 ngủ ngon đúng không? Giờ con ngủ nha. Con cưng giờ ngủ nha. Ngủ để cho cha mai con cha đi đâu? Cha đi làm. Mẹ đi đâu? Mẹ đi học. Mẹ đi làm. Anh hai đi đâu? Hai đi học. Con đi đâu? Con đi học. Con học chưa? Sửa sang nhà. Dạ. Sửa sang nhà. Bây giờ rửa lòng nhà xây nhà đi vậy trời. Ừ. Sửa đi học ngoan nha không? Sửa đi làm. Sửa đi học ngoan nha không? Sửa lòng lớp nhà trẻ. Sửa đâu cái gì đâu, sửa mấy quý vị giả đây. Quý vị giả ơi. Quý vị giả ơi. Quý vị giả ơi. Quý vị giả ơi. Thôi bây giờ em mới học lớp nhà trẻ. Với lại sửa, cái sửa cũng sắp lên lớp nhà trẻ rồi. Ờ. Nè, sửa nè, sửa diễn cái nét khóc vô bộ sửa xin lỗi. Xin lỗi anh hai đi. Cái gì? Bỏ làm vậy đi. Hơi nhà mẹ đi. Cái gì? Cho mệt mỏi con quá sữa ơi. Mai mốt không biết mình là nó không biết nó cũng nào nó khóc rồi lúc nào nó diễn thiệt luôn. Nó già lắm rồi. Nó khóc rồi khóc buồn ơi. Buồn ơi sữa. Hơi nhà mẹ đi. Anh hai đang tập bài hát để múa để hát. Múa hát bài gì? Múa gì? Mẹ. Thôi bị bản quyền. Bé quyền nhạc. Bản quyền nhạc á. Bé quyền nhạc. Đó chính là bài cô nè. Hết no rồi ngủ ha. Dạ. Rồi bye bye nha. Bên tay chào nè. Dạ. Con cảm ơn. Con cảm ơn. See you again. See you again. Good night. Bye. Chúc con sức khỏe. See you again. See you again. Phát ăn lại bắt tiểu. Sao chào nó lại con đó đây. See you again. Cái gì? See you again. See you again hả? Dỗ ta. Rồi, thôi ngủ nha. Thôi chào đi ngủ nè. Dạ thôi, bây giờ cho con vừa ngủ nha quý khán giả. Chào quý khán giả nha, ngủ đi sáng mai Thế Vĩnh đi học với lại con vừa đi làm với bà xã con vừa đi làm. Có cái bà này bà ở nhà phải được ngủ nướng nè. Giờ. Ngủ. 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 Con ngủ nướng lắm không? Con ngủ nướng. Ngủ nướng. Ông hai không ngủ nướng. Con là con gái nướng, con ngủ nướng. Anh ngủ nướng với con. Có mình con ngủ nướng à, không ai ngủ nướng với con.